Cũng trong phần tin quốc tế cho biết, cựu lãnh đạo độc tài Bolivia Luis García Meza đã qua đời. Luis García Meza, nhà lãnh đạo độc tài cuối cùng từng cai trị Bolivia trong thời gian từ năm 1980 đến năm 1981, đã vừa nhắm mắt lìa đời bên trong một bệnh viện vào ngày Chủ nhật 29 tháng 4 sau cơn nhồi máu cơ tim. Truyền thông quốc tế cho biết là cựu quân nhân 88 tuổi Luis García Meza đã bị bắt giữ tại Brazil, sau đó dẫn độ sang Bolivia vào tháng 3 năm 1995 để chịu bản án 30 năm tù giam vì những tội ác chống lại nhân loại. Vì sức khỏe yếu kém nên thời gian ông ở trong bệnh viện còn nhiều hơn ở trong trại giam. Trong suốt thời gian cầm quyền của nhà lãnh đạo độc tài Luis García Meza, nhiều người Bolivia đã mất tích một cách vô cớ. Ngoài ra, ông ta còn bị cáo buộc là nguyên nhân dẫn tới cái chết của 23 công dân Ý quốc cách đây hơn 3 thập niên. Vào tháng 1 năm 2017, một tòa án tại Ý đã tuyên án tù chung thân đối với García Meza. Bản án này lẽ ra sẽ được thực hiện sau khi Meza hoàn tất án tù tại quê nhà vào năm 2025.